Đây là đĩa sung nấu với thịt của mình vừa nấu xong ấy, nó rất là mềm, ngon và thơm ạ. Giờ các bạn cùng thực hiện với mình nhé. Hôm nay mình sẽ làm cái video về món thịt nấu với sung nhé, hay là mình rang với sung ấy. Sung thì rất là tốt cho sức khỏe. Và các bạn, thịt mà nấu với sung thì miếng thịt nó sẽ quyện vào sung, và sung của chúng ta ăn nó vừa ngậy vừa thơm ấy. Và để làm món này thì các bạn cần chuẩn bị cho mình là thịt lợn này. Các bạn thích ăn thịt mỡ thì dùng thịt thịt ba chỉ, còn nếu thịt bình thường có một chút mỡ này thì mình sẽ dùng thịt vai nhé. Đây là khoảng 250g thịt vai và 150g sung. Sung thì mình gọt sạch, gọt rửa sạch và mình cắt làm đôi hoặc làm ba, sau các bạn cho vào một ô nước muối loãng này để mình ngâm sung cho nó hết cái vị chát đi và nó trắng hơn, miếng sung của chúng ta không còn nhựa. Và một ít hành lá khi rang xong mình cho lên cho nó ngon ấy. Bây giờ mình sẽ đi đảo thịt cho nó thơm một chút đã nhé. Cho mình một chút dầu ăn vào cái chảo nhé, để mình rang thịt cho nó thơm miếng thịt lên, không cần cho nhiều ạ. Thịt thì không cần ướp gia vị nhé, không là nó sẽ cháy gia vị. Khi rang mình sẽ hòa nước mắm để mình ướp. Thời gian cho mình thịt nó thơm lên và nó cháy cạnh một chút. Món này tuy rất là đơn giản nhưng mà nó sẽ làm cho chúng ta cung cấp được những giá trị dinh dưỡng từ cái quả sung nhé. Khi rang thì mình sẽ chuẩn bị ít nước mắm để mình. Mắm thì các bạn ăn được cay hay không thì các bạn cho gia vị nhé. Ở đây mình chỉ cho nước mắm, một chút bột ngọt và chút muối thôi. Còn muốn nó ngọt ngọt một chút thì các bạn cho mình ít đường nhé. Còn là thêm khá nhiều nước lọc để cho nó mềm quả sung. Khi mà mình lấy một chút muối được canh rồi, bây giờ mình cho thêm một thìa cà phê đường nhé. Và cho khoảng 3 thìa phở nước lọc thôi. Và tan cái bát nước mắm này. Để tí nữa mình cho vào một chút với thịt và sung. Khi thịt cháy cạnh, bắt đầu cháy cạnh rồi, các bạn cho sung vào đảo đều cùng nhé. Cho luôn cái hỗn hợp nước mắm này vào để cho ngấm. Bây giờ các bạn đun cho mình, chạy vung lại đun cho mình để cho nước nó ngấm vào nước mắm nó, và gia vị nó ngấm vào quả sung và miếng thịt, và để cho nó mềm miếng thịt một chút xíu nhé. Mình miếng thịt và mềm quả sung một chút, sau đó mình sẽ đun khô. Mình chỉ đun khoảng 10 phút thôi nhé. Bây giờ mình mở vung ra và đảo cho nó, hoặc là các bạn múc nếm lại gia vị và cho hành lá vào nhé. Vì nếu muốn ăn nước thì các bạn để lại nước, không thì các bạn ra khô ấy. Bây giờ mình sẽ nếm thử cái gia vị nhé. Miếng sung thì rất là ngon rồi, nó mềm nhưng không mềm quá và không hề bị chát, ngấm gia vị ăn rất là ngọt và thơm ấy. Và bây giờ mình đảo, các bạn muốn nước thì để lại một chút nước, không thì đảo khô ấy. Và cho thêm 2 thìa cà phê nước mắm rồi, để sung nó ngấm gia vị ấy. Cho nên mình cho thêm nước mắm để cho miếng thịt của chúng ta nó vẫn còn mặn, mà còn có thêm độ đặc hay của miếng thịt ấy. Các bạn để cái nước này để ăn với cơm nhé, thì các bạn rang là rang có nước, còn các bạn mà không thích để nước thì các bạn ra khô cho mình nhé. Mình thì thích có nước hơn. Và bây giờ mình cho hành lá vào, ướp hành lá vào cho nó ngon, màu xanh và đẹp.
đảo đều lên và sắp xếp. Các bạn thử làm cái món sung này một lần nhé, ăn nó lạ miệng và rất là ngon. Nó lạ miệng và ngon, và đặc biệt là cái món này lại tốt cho sức khỏe. Sung chứa rất là nhiều những cái dưỡng chất cần thiết ấy, và cung cấp những cái chất như canxi, canxi các thứ ấy. Và đặc biệt với phụ nữ có bầu, bệnh xương khớp các thứ thì càng tốt ấy. Và bây giờ mình sẽ dừng video ở đây nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của mình nhé.